nó hết một thời gian rồi giờ lại lên chứ. Thời gian nó lại lên. Tháng này thì tháng lại lên. Lên. Đấy họ chỉ cho uống thuốc mới lại bôi thuốc thôi chứ họ không không dùng công nghệ máy nữa đúng không? Nhưng mà bây giờ của bạn này trên 1 cm da của bạn này chắc có chục cái mụn mất. Chị nhìn này, nhiều kinh khủng. Từ má này cho đến trán này, tất cả đều là mụn cả hai bên. Và chỗ này thì mụn rất nặng này, và sẹo. Sẹo luôn, chỗ có sẹo, sẹo cũ đấy. Nhưng mà kiểu cái mụn bên cạnh nó viêm ấy. Thế nên nó càng nặng hơn, cả bên này cũng thế. Bạn này không phải bị trứng cá, bây giờ nó bị mà có thể là bị từ lâu rồi nhỉ. Sau có những đợt nó đỡ hẳn nhưng có những đợt nó lại nặng lên. Vâng đúng, lại có đợt nó hết hẳn. Đúng không? Thằng sẹo nó thành những cái... Có. Mẹ thấy đỡ thế nào? Đỡ được khoảng bao nhiêu phần trăm? Hả? Chỉ có ít đi. 10-15% đúng không? Đang dùng cái thuốc gì? Là trước khi mà nó lên nhiều mụn ra thì em vui với kem gì không? Em không ạ. Chỉ tự dưng nó lên thôi. Thế sao em bảo là nó bị viêm da dị ứng? Thì em đi khám ấy thì bác sĩ bảo là viêm da dị ứng ấy. Đây trứng cá này. Đâu chưa? Chưa ạ, thì cháu nó mới lần. Em bị nặng quá em ạ. Mũi chí chít rồi đấy. Dạ. Em đã điều trị ở đâu chưa? Có, em điều trị 2 lần uống thuốc ở bệnh viện Gia Liễu Văn Miếu. Miếu à, theo em bị nặng kinh khủng luôn. Trên mặt em bây giờ rất nhiều vết thâm, sẹo với cả mụn trứng cá này. Có cả mụn viêm, mụn mủ. Đó trên đâu người giãn, da này là da dầu. Dạ. Rất nhiều hồng đầu đen. Đặc biệt là em để nó nặng quá, còn nó nhiều biến chứng quá. Chủ yếu là da của em bây giờ là sẹo ở cái thâm và mụn ẩn thì vô cùng nhiều. Thế là bây giờ mình phải xử lý nhé em nhé, phải điều trị đặc trị đặc hiệu hơn để giải quyết được. Chị có đưa bạn này đi khám thường xuyên không hay là bạn này không điều chỉnh người nào làm gì? Em đi làm công ty Vinh Đại ở chỗ Thành Công ở dưới giá Ninh Bình. Đi nhiều cái chứng cá kinh khủng hơn nhưng mà bây giờ đỡ rồi. Sau khoảng 2 tuần, khoảng 2 tuần thì nó còn một ẩn nữa nên mình vẫn phải làm laser để xử lý nốt nha em nhé. Dạ. 2 tuần nữa khoảng 30% rồi. Da liễu ở mạch mai. Đi khám giờ đấy cũng uống thuốc rồi, uống xong rồi nó cũng đỡ. Đỡ xong rồi một thời gian nó lại lên. Như mụn là da giảm lắm, sẹo cũng có, rất thâm có. Cầm này cũng có đấy, cái bên này như nhau. Đây là em dùng tay em nặng nhiều hay sao ấy, đúng không? Trước thì có nhưng mà bây giờ từ cái đợt mà em trị bây giờ em không nặng nữa nhưng mà nó lên xong là nó không có đầu đấy anh ạ. Mấy cái mụn nó viêm ấy nó đau. Chán này của em nó là mụn ẩn. Mũi thì mụn đầu đen, đầu chân lông ra. Nhiều. Toàn bộ cái vùng này của em cứ cạnh là nó lại thành ra vết thâm thế em ạ. Em lòng này có đang bị căng thẳng hay bị stress gì không? Hả? Có chuyện gì buồn phiền không? Cái này nó thường xuyên quá. Thường xuyên buồn phiền quá. Tại sao lại thế? Phải cân bằng cuộc sống chứ, đúng không? Không mụn nó cứ lên này chứ. Nó đỡ nhiều đấy em ạ, nhưng mà lên mụn trứng cá kinh khủng luôn ấy. Mà có hai bộ là vùng cằm. Hôm nay thì chắc chắn là anh phải cho dùng thuốc rồi. Và thứ hai nữa là em sẽ được làm cái laser xử lý nhân mụn nhé. Vâng. Đấy, để cho nó đỡ dần cái này đi, trông kinh quá. Anh ấy laser nó có tịt xuống được không? Nó tịt dần chứ, chịu kinh quá. Thứ nhất là mặt của bạn này bị rất là nhiều mụn viêm, mụn ẩn chị ạ. Và điều trị nó không đủ serious để mình có thể bảo vệ được cái da của bạn. Nên bây giờ bạn ấy bị sẹo nhiều kinh khủng luôn. Chỗ này nhìn thấy sẹo nhiều đấy, sau này cái sẹo rỗ này mặt bạn ấy nó sẽ rất là bị xấu, rất là phí. Mong thấy đỡ không? Em có thấy đỡ rồi. Đỡ được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi? Đỡ đợt trước nó có nổi bao nhiêu rồi, nó gần hết rồi. Ừ, gần hết rồi. Em thấy cũng ổn hơn rất nhiều, da đỡ dầu hơn nhỉ? Dạ vâng. Ứng chân à? Thế sao bây giờ nhiều mụn thế này? Mụn tí tì. Nó còn ứng chân. Cái này em bị trứng cá nặng quá nhỉ? Vâng. Rất nhiều trứng cá. Tất nhiên là nhiều. Từ này em có uống
rượu bia gì, thuốc lá gì kích thích gì mà lên nhiều vậy? Rượu bia quá. Em lên uống nhiều quá đấy. Còn bây giờ mụn em nặng ấy. Mụn em nặng quá, hai đường viền hàm này em bị hết này. Em có hay đeo khẩu trang không? Có. Em bị em đeo khẩu trang chứ, bây giờ nặng cái này em đeo khẩu trang nó sẽ nặng hơn đấy. Đeo khẩu trang nặng hơn rồi. Còn trước rồi mẹ còn lo không dám làm cho đi ra hút mụn đúng không? Mụn nó lên hết rồi mới làm. Làm đến mỗi người là 4 lần rồi. 4 lần. 4-5 lần. Mà nó nhiều mụn ẩn quá. 4-5 lần. Em đã điều trị cái thủy đậu này ở đâu rồi? Em chỉ bôi kem nghệ thôi ạ. Không điều trị gì? Vâng. Thế thì đúng là em bị sẹo lõm mà đúng không có gì sai cả. Bởi vì em bôi kem nghệ thì không phải là cái để điều trị sẹo lõm đâu mà. Vâng. Không phải điều trị thủy đậu. Thủy đậu là em phải đến gặp bác sĩ da liễu ngay lập tức nhá. Ngay khi mà em phát ra cái này em phải dùng thuốc ngay. Em tại vì em con thơ mới sinh cho nên là lại không đi viện, cứ ở nhà chấm thuốc xanh nhưng mà đến khi nó rụng ra vậy. Em chấm thuốc xanh bây giờ nó thủy đậu nặng quá. Con em được mấy tháng rồi? Cháu được 5 tháng ạ. Bây giờ em đang cho bú á? Vâng. Đang cho con bú. Chà chà. Rồi thì mình sẽ điều trị theo kiểu của con bú nhé. Em bị mụn nặng quá. 1 tháng mà sao nó lên nhiều nhé. Em có bôi kem gì ở trên mặt không? À, có rửa, sữa rửa mặt. Em có mua kem trên mạng hay không? Không. Trên mặt em dùng cái gì? Oxy. Oxy. Không được rồi, rất nhiều bạn dùng oxy và bị nặng hơn lên rất là nhiều em nhé. Dạ vâng. Bây giờ dưới da em căng ẩn mụn mủ viêm thôi. Đấy, mà này là có nhiều sẹo nữa này. Trên mũi em có là sẹo do thủy đậu sâu. Huyết thông đầy đủ hết, chả thiếu cái gì cả. Mắt này thì... Ngày xưa chị cắt mí đúng không? Ừ. Chị có cái nếp nhăn này rất sâu. Ừ. Cái nếp nhăn này không phải là chị mới có đâu, mà nó phải có mới từ rất là lâu rồi. Tại sao chỗ này của chị nó lại bị sơ? Chỗ đầu mũi này. Chị đặt chất liệu mũi vào đấy à? Vâng. Bao lâu rồi ạ? Mới thì từ tháng 2 rồi. Tháng 2 bây giờ tháng 11 là chị đặt chất liệu mũi được khoảng tầm 9 tháng đúng không? Vâng. Chị có hài lòng với cái mũi phẫu thuật này không? Chẳng biết là ấy, thế nó có cái này thì chẳng biết là ấy thì. Nhưng mà trước khi chị đặt mũi nó có cái nếp nhăn đấy không? Có. Vẫn có. Chưa, vâng, vẫn có. Chị thử cau mày xem nào. Thói quen chị cau mày ghê nhỉ. Vâng. Đúng rồi. Cái nếp nhăn cau mày này mình có thể làm mờ được chị ạ. Tức là mình dùng công nghệ laser thôi chứ chẳng phải phẫu thuật gì cả. Mà em chạy bằng máy thôi thì cái nếp nhăn cau mày nó cũng mờ hơn. Đấy rồi thì cả nếp nhăn này trên trán. Nó không hết hẳn à? Nó mờ được khoảng tầm từ 70 đến khoảng 90%. Còn chị muốn nó biến mất mà nó căng đét như kiểu là như là như chị tưởng tượng ấy thì nó không thể, chị hiểu em không? Cái gì nó có giới hạn của nó chứ, đúng không? Ví dụ nếp nhăn cau mày này của chị đỡ được khoảng tầm độ 70-90% là nhiều rồi, đúng không nhỉ? Khi mũi của chị làm nên người ta phẫu thuật người ta có đẹp như minh tinh không? Hay là nó chỉ được vừa phải chứ? Làm sao mà như thế? Trước nó gãy hẳn không hay là... À đúng rồi. Đấy thì mình có thể làm cái gold laser thì em có thể làm giảm cái nếp nhăn, tức là gần như là làm mờ được cái nếp nhăn ở đây này. Nhưng đây chị có hai vấn đề, một là nếp nhăn do cau mày, thứ hai là mất mô. Ở đây này, đấy, mất mô ở hai cái điểm mụn, điểm giữa hai cung mày này. Chị thấy không? Chị kiểu cau mày em xem nào. Đấy, cau mày rất mạnh. Đúng không nhỉ? Xong rồi chị phẫu thuật mắt nên là đôi mắt của chị có nhiều nếp nhăn hơn so với cả trước khi chị phẫu thuật. Có đúng không? Chị có thấy đúng là sau phẫu thuật chị có nhiều nếp nhăn hơn không? Trước thì nó chỉ hơi hơi như này tí giờ. Hơi tí bây giờ rất nhiều. Đúng rồi. Và ấy thì nó đỡ cắt đi, nó cắt ra mỡ nó đỡ hơn mà. Cắt mỡ đỡ hơn nhưng mà chị nhìn này, nếp nhăn do phẫu thuật. Cái phẫu thuật nó để lại một nếp nhăn như thế. Và nếp nhăn đấy chị chả làm gì, nó tự có. Đấy là nếp nhăn da. Trước nó không có sâu này, nó trước nó chỉ hơi một tí thì mà giờ nó sâu dài ra này. Nếp nhăn này, nếp nhăn do phẫu thuật đây này. Ở cái dưới chân mi này tôi bảo là sao phẫu thuật mà nó vẫn có cái bọng, đây là bọng mỡ hay là cơ, nó bảo cám nó bảo là cái cơ mắt đây này. Nó cả hai, cả mỡ và cơ. Bởi vì chị phẫu thuật bọng mỡ xong ở nơi đó thì nó cũng chỉ đỡ thôi. Xong rồi nó cắt hết, nó cắt hết không, phẫu thuật xong đã trông thấy có cái cơ này rồi. À. Thì bảo thế bảo nó bảo là đây là cái cơ chứ nếu mà cắt đi thì nó lại nõ mắt. Thì nó bảo thế. Thì là nó bảo là cái cơ mất. Phẫu thuật ở đâu? Thẩm mỹ viện Nhật Linh. Nhật Linh. Chả biết thẩm mỹ viện nó không có tên tuổi gì cả. Nhật Linh ở ấy. Ok. Tóm lại là cái này nhá, của chị nó có nếp nhăn ở xung quanh mắt rất là nhiều này. Ở cung mày này, ở trán này. Thì mình có thể dùng công nghệ gold laser để mình chạy lên đó. Thì chị không phải phẫu thuật gì cả, nhưng nếp nhăn nó sẽ mờ ra được rất là nhiều. Mà có thời hạn có đứng đâu mà. Đối với cả là cái chạy laser này thông thường là một năm chị chạy 2 lần. Một năm chạy laser 2 lần. Đúng rồi. Một năm 2 lần. Ừ.
trước thì bên kia đấy nó còn làm cũng chạy 1 năm 2 lần, nhưng mà tưởng là được lâu dài, được 1 năm 2 lần thì không có gì. Chạy cái gì 1 năm 2 lần ở bên đấy? Nó cũng máy cái gì, hai phu gì đấy. À, đấy là căng da mặt. Căng da mặt thì làm gì mà đến 1 năm 2 lần? Đấy thì nó căng da mặt là căng cái da để chống cái chảy xệ này của chị này. Cái căng da mặt này nó kéo cái gương mặt của chị lên để chống cái được chảy xệ. Cái đó thì mình làm nó sẽ tựa theo tuổi. Ví dụ như là tuổi mà từ 30 đến khoảng tầm độ 35 tuổi thì 6-7 năm phải làm một lần. Đúng không? 35 đến khoảng 40 tuổi thì 5-6 năm làm một lần. Đúng không? 40-45 tuổi thì 4-5 năm làm một lần. Đấy. Mà 45-50 tuổi thì khoảng 3-4 năm làm một lần. 50-55 tuổi thì 2-3 năm làm một lần. Trên 55 tuổi thì 1-2 năm làm một lần. Chị hiểu em không? Nó do tuổi, đúng không nhỉ? Đó là căng da mặt bằng công nghệ hai phu, hay ở đây thì em dùng bằng công nghệ Untherapy. Đấy thì nó sẽ chống được chảy xệ này cho chị này. Chị hiểu không? Còn các nếp nhăn ở mắt này chị là dùng công nghệ Gold Laser, không phải là Untherapy. Thế này, nhưng mà đấy, nếu mà nhé, không